Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lò của ông Tổng có diệt được tham nhũng hay không. Tham nhũng ở Việt Nam từ vài chục năm nay đã là một quốc nạn ghê gớm, nó trải dài từ Bắc đến Nam. Quan tham thì ăn từ trên xuống dưới, ăn không chừa một thứ gì. Tham nhũng từ lớn đến bé, từ các loại quỹ ở tổ dân phố đến các khoản phí vô lý ở trường học, từ ổ bánh mì của công an giao thông đến những khoản bôi trơn của các đại dự án, tất cả làm cho người dân chán nản và hết sức phẫn nộ. Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện với cái lò chống tham nhũng của mình. Dường như đó là một cứu cánh cho một xã hội đang hết sức bế tắc, và vì vậy ông Trọng được tung hô lên tới tận mây xanh. Và ông cũng tưởng như thế thật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, người khởi xướng chiến dịch đốt lò. Nhưng đã 10 năm kể từ khi khởi xướng công cuộc đốt lò, tham nhũng vẫn không hề suy giảm, thậm chí mức độ nguy hại còn tăng lên mức khủng khiếp hơn. Không ai có thể phủ nhận vai trò của ông Tổng Bí thư trong việc hình thành và thúc đẩy ý thức chống tham nhũng. Tuy nhiên, kết quả cho đến nay chỉ mới dừng lại ở niềm tin có thể chống được tham nhũng, chứ người dân chưa thấy được hiệu quả thực sự của công cuộc này. Bởi vì cái lò công trọng càng đốt thì mức độ tham nhũng càng xuất hiện ở cấp cao hơn, các đại án lại càng lớn hơn. Thậm chí tham nhũng bây giờ không cần che giấu mà kết thành bè thành đảng, thể hiện tính tổ chức xuyên suốt và len lỏi từ tầng lớp chóp bù xuống tới hàng ngóc ngách thấp nhất của hệ thống quyền lực. Đây là hình ảnh mô hình tam quyền phân lập kiểm tra giám sát lẫn nhau. Có thể nói, để đối phó với nạn tham nhũng ở Việt Nam không chỉ cần một trung tâm quyền lực dám nói thẳng và đánh thẳng như cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đang làm, mà cần phải có một sự thay đổi về căn bản, về tận gốc rễ của nó. Nghĩa là cần phải có một hệ thống quyền lực được phân chia rõ ràng và độc lập với nhau, có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ và minh bạch. Liệu Đảng có dám thực hiện điều này để thực hiện loại bỏ tham nhũng hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Trở lại vụ việc hai ông Phó Thủ tướng vừa mới bị quyết định cho thôi chức vụ, dư luận cần một lời giải thích chính thức rằng vì sao các ông bị cho thôi chức vụ và diễn biến của quá trình đốt lò là như thế nào đây? Truyền thông của nhà nước Việt Nam thông báo Trung ương nhất trí cho ông thôi các chức vụ lãnh đạo, chứ không giải thích vì sao bị như vậy. Dư luận thì rỉ tai nhau rằng hai ông là trùm cuối của hai đại án tham nhũng xảy ra trong thời gian đại dịch. Nhưng phải chăng đó chỉ là cái cớ để triệt hạ và hạ nhiệt cơn phẫn uất của công chúng Việt Nam? Đây là hình ảnh bài báo nói về việc ông Phạm Bình Minh bị cho thôi chức vụ. Mức độ phá hoại của các đại án đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi, liệu có thể đốt hết củi hay không đây? Hay ngược lại, áp suất lò đốt thì quá lớn, đến một lúc sẽ khiến Đảng phải rút củi dưới đáy nồi, bỏ bớt ra. Việc truy đuổi trùm cuối cũng sẽ dẫn đến những rủi ro chính trị, có thể dẫn đến mất kiểm soát. Tuy ở một mức độ nào đó, các quan chức thực sự ngán cái lò lửa của ông Trọng, nhưng điều đó cũng không chứng minh được ông Trọng đã thực sự chống tham nhũng ra sao. Và rủi ro sẽ xảy ra khi có một thanh củi đủ mạnh để đốt ngược lại cái lò ấy. Việc đốt lò cũng dẫn đến một vấn đề, đó là công lý. Khó có thể xác định được rõ ràng ranh giới giữa một quan chức bị quy trách nhiệm vì buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và một quan chức bị xác định là đã ăn tiền. Cũng khó có thể xác định mức độ gây hại của ông quan bị lộ và ông quan chưa bị lộ, nó chiếm vô vàn trong Đảng. Như vậy, đâu là công lý giữa trách nhiệm của quan chức với người dân và đâu là công lý giữa các quan chức trong hệ thống này? Đó là chưa nói đến công lý của nhóm tội phạm tham nhũng với các nhóm tội phạm khác. Do đó, vấn đề không thể chỉ chăm chăm đi tìm trùm cuối mà đốt. Đây là bài báo nói về phát biểu của ông Võ Văn Thưởng về việc quan tham thì nên từ chức, nhưng điều đó thật khó với quan chức của Việt Nam khi họ dùng tiền để mua các chức tước đó. Trong thể thế chính trị tại Việt Nam hiện nay, rất khó để có thể quy trách nhiệm chính trị cho một cá nhân, bởi vì cơ chế của Việt Nam là ra quyết định tập thể. Ông Trọng đã từng thất bại khi muốn quy trách nhiệm về một số vụ bê bối cho ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng nay ông lại thành công trong việc quy trách nhiệm cho ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Chỉ vì bây giờ quyền lực trong tay ông Trọng đã lớn hơn lúc trước rất nhiều, và bản lĩnh của hai ông Minh và ông Đam không thể bằng ông Dũng. Dường như đã mệt mỏi với chiến dịch đốt lò,
ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang khởi động một tiến trình chính trị mới, đó là khuyến khích quan chức chủ động từ chức vì trách nhiệm. Để thực hiện tiến trình này, tất nhiên sẽ phải trải qua một quá trình thương lượng, hợp tác và thỏa hiệp đôi bên, đánh đổi chức vụ để đổi lấy một sự đảm bảo an toàn nào đó. Điều này cũng đồng nghĩa là người dân đứng chờ đợi xem ai là chùm cuối tham nhũng, và cuối cùng họ cũng chẳng được phép biết đó là ai vì đảng đã giấu kín cả rồi. Tất cả chỉ là chuyện bí mật cung đình của Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Lo ông Tổng có diệt được tham nhũng hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bảo tồn văn hóa để bảo vệ Đảng Cộng sản. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, việc tiếp tục duy trì nền kinh tế bao cấp tập trung đã không còn phù hợp nữa. Các nước Cộng sản còn sót lại như Việt Nam và Trung Quốc buộc phải đi tìm hướng mới để tồn tại và phát triển. Nhưng khi mở cửa để phát triển kinh tế thì nguy cơ bị các giá trị tự do, dân chủ của văn hóa phương Tây tràn vào thống lĩnh. Chẳng ai còn tin Đảng nữa. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam có nguy cơ bị mất thế độc quyền lãnh đạo, và tất nhiên, các đảng Cộng sản khó mà chấp nhận được điều này. Cũng từ đó đã xuất hiện khái niệm bảo tồn văn hóa. Chiến tranh lạnh kết thúc, sự thù địch giữa hai thế lực chính trị đối lập cũng kết thúc. Chủ nghĩa tư bản chiếm được ưu thế và hình thành trật tự thế giới mới. Lúc đó, các nhà tư tưởng phương Tây cho rằng hệ tư tưởng tự do phương Tây đã đánh bại tất cả các hệ tư tưởng khác và có thể biến thể chế tự do phương Tây trở thành hình thức cai trị mới cuối cùng trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc thì khẳng định sự thành công của mô hình cải cách và mở cửa kinh tế từng được xem là kiểu mẫu của Trung Quốc là do tư tưởng thực dụng của họ. Thực tế cho thấy quan điểm của giới lãnh đạo và các nhà tư tưởng phương Tây thời hậu chiến tranh lạnh đã không chuẩn xác, vì Trung Quốc đã sử dụng việc bảo tồn văn hóa để bảo vệ chế độ chính trị hà khắc của mình. Phân tích về đề tài này, Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam, đã có một bài bình luận được đăng trên đài FA vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 với tựa đề Đảng với chính sách bảo tồn văn hóa để củng cố quyền lãnh đạo theo mô hình chủ nghĩa tân bảo thủ. Theo tiến sĩ Thọ, việc bảo tồn văn hóa nhằm khẳng định chủ quyền văn hóa, khẳng định quyền lực nhà nước gắn với chủ quyền chính trị của Đảng Cộng sản. Chính sách bảo tồn văn hóa đặc biệt quan trọng với các thể chế và chế độ mang ý thức hệ Cộng sản nhưng đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, điển hình nhất là Trung Quốc. Đây là hình ảnh bài bình luận của Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ trên đài FA. Cũng theo tiến sĩ Thọ, ở Trung Quốc, chủ quyền văn hóa được nâng tác lên lý luận và thực hành, mà ông Vương Hộ Ninh là người đóng vai trò quan trọng. Ông Vương được xem là nhà lý luận cung đình, từng là quân sư cho ba đời Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giúp Trung Quốc thực hiện công nghệ chính trị đặc biệt này. Ông Vương có nhiều bài luận được xem là giá trị cốt lõi để tạo ra phiên bản lý thuyết hiện đại hóa dành riêng cho Trung Quốc. Với cách tiếp cận mới này, chủ nghĩa độc tài mới hay còn gọi là chủ nghĩa tân bảo thủ ra đời. Với trào lưu tư tưởng này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập một nhà nước hùng mạnh để cải tạo thị trường. Việt Nam là một phiên bản sao của mô hình Trung Quốc. Sau thời kỳ bất ổn về kinh tế vĩ mô với thể chế, sau khi mất phương hướng do sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Việt Nam chọn đi theo chủ nghĩa tân bảo thủ của Trung Quốc. Nhất là sau khi ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền, ông chủ trương xây dựng mô hình đảng, nhà nước mạnh, theo đuổi tăng trưởng kinh tế nhanh, nhờ thị trường và dùng bảo tồn văn hóa để củng cố chủ quyền chính trị của Đảng, sử dụng tư tưởng chủ nghĩa Marx Lenin để chống lại sự bành trướng của các giá trị phương Tây. Đây là hình ảnh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi phe thân Tàu giành được toàn thắng trước phe thân Tây trong Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021, Đảng Cộng sản đã triển khai nhiều chính sách để củng cố quyền lực, trong đó có chính sách bảo tồn văn hóa. Coi đây là sự cấp thiết của bảo vệ Đảng, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai và nghị quyết Hội nghị Đảng 13, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng văn hóa còn thì dân tộc còn, và yêu cầu nâng cao nhận thức, nâng
nhận thức lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Và rất rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện những động thái quyết đoán chưa từng có nhằm củng cố mô hình chính trị mới như thúc đẩy đầu tư công, tuyên truyền rầm rộ với tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 8% trong khi thế giới thì suy thoái, bắt giữ các đại gia làm rối loạn thị trường và các quan tham v.v. Tuy nhiên, Việt Nam liệu có tránh được những thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt hay không là một câu hỏi. Ở Trung Quốc, mô hình chính trị mới đã gặp thách thức từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Trung Quốc trỗi dậy quá nhanh và quá hung hăng làm cho thế giới phải dè chừng. Chiến lược Zero Covid là chiến lược vaccine đã làm cho kinh tế suy thoái và bất ổn gia tăng. Mô hình Việt Nam cũng đang bật lộ những nhược điểm chết người, thể hiện rõ qua tình trạng bất ổn của thị trường tài chính và sự lũng loạn của các phe nhóm lợi ích đang bị phanh phui. Trước những thách thức này, Trung Quốc sẽ xứng xử như thế nào và Việt Nam sẽ học tập ra sao? Những điều này cần thêm thời gian để kiểm chứng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Bảo tồn văn hóa để bảo vệ Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.